lên cho anh em là cái bốn là 5M nha anh em ơi. Đấy lại là bỏ gõ tài xỉu đây. Đấy hôm nay là 4 5M đi. Anh em mình vào gõ cho nó gọi là sẽ chính với cổng game thi đua sở chơi này nha anh em ơi. Hãy có thử hôm nay là 4 5M có làm nên kỳ tích gì không nha anh em ơi. Thôi nhẹ nhàng đi cho mình làm 1M xỉu đi. Về nhẹ nhàng tới đây cho mình làm 1M xỉu đi anh em ơi. Đánh cho nó nét luôn. Về nhẹ nhàng tới đây cho mình 1M xỉu nha. Đây có xỉu không? Có xỉu không em ơi? Có xỉu không? Có xỉu không? Còn tầng này về cho mình tiếp tục xỉu 1M luôn đi nữa mà. Về hai tay 1M luôn nha, cho nó sực rỡ. Về hai tay 1M cho nó sực rỡ này. Về hai tay 1M cho nó sực rỡ luôn em ơi. Có xỉu hôm nay. Đấy, đánh cho rực rỡ nha. Ôi, tay một tay xỉu về này em ơi. Tay này có xỉu không? Ui dồi, hai tay xỉu về luôn em ơi. Đấy, nhìn nhanh hấp hai tay cho rực rỡ em mà. Ủa, anh em đợi xíu nha, mình bật cái độ sáng lên em ơi. Cho nó sáng sáng lên nha. Đấy, anh em mình đánh cho nó rực rỡ. Ui dồi, gì đây? Sao bị ao rồi? Cây thật sự luôn đấy. Ôi, hấp nhìn nhanh hai cây cho có tiền luôn này. Ok chưa em ơi? Cái gì vậy má lỗi à, cái gì vậy ta, đang rõ tới xíu mà cứ bị ao khó chịu thật sự luôn ấy. Ôi tay tiếp tục về cho mình tới xíu 1M đi, tay về lại cho mình tài 900k nha mình, đánh lời lãi mà anh em mình up lại lên luôn cho nó rực rỡ. Má đánh tay xíu mà đang gõ mà cứ bị ao ra cây cú thật sự luôn đấy nha mươi. Thôi không sao, tay về cho mình tay tay đi, một tay một xíu đi nha mươi. Đó là nên mình ốp lại luôn, hôm nay 4 5M gõ cho nó gọi là xanh chín luôn. Ôi dồi mẹ, tại đây 900k đi à, đi về xỉu luôn nè. Ôi may quá, tại đây 1M có xỉu luôn này, hấp luôn. Mà tính ra lời tại đây lời 50k ấy. Cứ anh em mình cứ bình tĩnh mà gõ thôi anh em ơi. Tại đây anh em mình vẫn đu tiếp về xỉu đi. Cầu đang về xỉu này. Cầu về xỉu thì anh em mình cứ đu cho nó gọi là kiếm tiền cho nó rực rỡ anh em ơi. Rồi tay tiếp tục về cho mình tài tài đi. Tài 950k đi. Về tiếp tục tài luôn. Đấy về hả, một tài tài một cái xỉu nhá. Cho nó ngon lành anh em ơi. Đấy, có tài có xỉu là hấp cho nó ngon lành nhá. Đấy, có thử câu cán hôm nay đi như thế nào này. Đấy, đi anh em mình chốt lại cho nó gọi là sức dở anh em ơi. Có tài có xỉu gì không này. Có tài, là cái tài chứ nhá. Tài đây là 950k. Đấy, hôm nay nạp 4 5M vào kiếm tí lãi anh em ơi. Tối có đi chơi. Có 6 này, có 3 này. Địt mẹ 6 3 rồi 1 à. Cây nho má nặng quả đúng cây luôn đấy, số 3 giờ 1. Ôi dồi ôi, còn đây thì mẹ về về tài luôn à, má gãy luôn. Má nặng quả số 3 giờ 1 đen thật sự luôn đấy luôn ơi. Má số 3 giờ 1 hơi đen nhờ. Tiếp tục về cho mình tài 2M đi. Má quả đây còn tài không đây. Về tài 13 mới đâu này. Tài 13 tiếp tục bể xỉu luôn, ta đã uống 3M luôn em ơi. Đấy, chốt lại hai cây cho nó máu. Tài này chốt lại hai cây cho nó máu luôn nha em ơi. Tôi đánh là phải là đánh nhanh rút nhanh em ơi. Đấy mình rực rỡ. Tiếp tục về cho mình hai tay nha. Tay ta 2M, tay xỉu 3M. Đấy, muốn up lại luôn cho nó nhanh gọn lẹ em ơi. Đấy, tài này về tài 11 12 là hấp luôn này. Tài 11 12 đi. Má đừng nặng 63 là một giùm tôi cái đi. Ôi hai. Ừ hấp luôn em ơi. Đấy nhẹ nhanh hấp cây 2M này. Má tại đây về xỉu hấp tiếp này. Má 2 năm ra có chương là em lầm lúa luôn đấy. Ôi 4 à. Ôi dồi ôi, mẹ tại đây to nồi tại đây về tài luôn à.
cay thật sự luôn đấy. Thôi tại đây uống nó olin luôn đi, olin về cho mình là tay ta luôn đi em ơi. Má này mình gỡ luôn à, đánh là phải gỡ cho nó gọi là rực rỡ nhá. Đấy, đánh cho nét này nẹt luôn anh em ơi. Ôi cái này có tài không đây, quả này có tài là hấp cho nó rực rỡ này, quả này có tài là hấp cho nó rực rỡ anh em ơi. Có tài không đây, có tài không đây mà. Đấy anh em nào muốn chơi cổng game thì lưu chơi, nhưng mà thì mình có để phần link game dưới phần là mô tả nha anh em ơi. Anh em nhấn vào tải game chơi của mình nha. Đấy tài có tài không, có tài không, tài 39 luôn nè. Anh là gấp đôi lại là luôn, đánh cho nó rực rỡ anh em ơi, hấp luôn nhá. Đấy ngon lành chưa, tại đây quýnh nhẹ nhanh 26 về cho mình tài đi. Đấy lời lãi được 26 anh em mình đánh úp lại luôn cho nó máu anh em ơi. Có tài không, ồ 25 ừ ra đây là hấp rồi, ra đây là hấp rồi. Đấy ngon lành chưa, đấy lời lãi 5M ngay anh em ơi. Đấy lời lãi 5M ngay, quá rực rỡ luôn. 12 kiếp 12 vẫn về tài luôn em ơi, về tài kiếp 12 luôn. Tại đây uống cho mình 20,5 về tài đi. Đấy kiếm lời kiếm lãi ngay em ơi, quả này kiếm lời kiếm lãi ngay. Đấy anh em thấy tôi đánh uy tín chưa, đấy, anh em nào thấy tôi đánh hay thì để lại, thấy kênh tôi hay thì để lại cho tôi một like một subscribe nha mọi người, ủng hộ kênh nhà tôi nha. Rồi tay có tài không đây, có tài không, có tài hấp cho nó rực rỡ đi. Tôi đánh là phải cho nó nét lên nẹt luôn, thêm cho tôi 500k đi. Đấy tiếp tục về tài luôn, hấp cho nó rực rỡ. 54 ra một hổ luôn đi, 54 ra một hổ luôn đi em ơi. Đấy ngon lành chưa, tại đây nhỉ nha, 500k thôi, thêm 500k nữa một mờ đi, đánh cho nó nét luôn. Đấy 64 ra 3 hấp luôn này, ngon lành chưa em ơi. Đấy tôi chốt lại là phải là nét nền nẹt luôn nha. Mẹ ta đó không nhận tiền à, má ta đó trả tiền em ơi, má cây nhờ tao đó trả tiền cây thật sự đấy em ơi. Thôi không sao em ơi, hôm nay bốn tôi 5M lời lãi được là xương xương là gần 13M nha em ơi, là lời lãi được 8M đấy. Thôi tôi xin rút tiền ấy đi. Đấy tối nay có lãi đi chơi rồi, có lãi đi chơi rồi em ơi. Thôi tôi xin tạm dừng video tại nha, chúc anh em chơi cổng video chơi thắng lớn nha em ơi. Rồi bye bye em nha.